Xin chào các bạn, các anh chị, các cô bác gần xa. Rồi các bạn, chúng ta đã tham quan xong chùa Tiêu ha. Thì hồi nãy cúp điện như là một cái dị tượng sau khi tôi bị được thọ ký. Thì cái dị tượng thứ hai nó mới là ghê gớm à, đó là tôi hồi nãy sáng giờ tôi than nóng á, ở cái phòng khách sạn, thì khi mà về thì ngay lập tức tôi được khách sạn chuyển lên phòng ở tổng thống luôn. Rồi các bạn, thì hôm nay chúng tôi Jimmy và rất là vui vì một lý do gì đó, thể là có thầy sắp đặt hay gì đó mà chúng tôi được ở cái phòng President. Thì trong JW Marriott Hotel thì ai cũng biết rằng là đã tiếp hai đời tổng thống, đó là Obama và Donald Trump, ở gần nhất rất là hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Thì hôm nay được cái vinh dự làm ở phòng này sau Obama và Trump, hai người nữa thì tôi không biết tên là ai, nhưng mà nghe nói cũng là một số nhân vật cao cấp. Thì hôm nay là một cái nhân duyên rất là lớn khi được ở cái phòng này, hiểu thêm về một cái phòng tổng thống Obama và Donald Trump ở từng ở thì có những cái gì đặc biệt đó. Thì khi nhắc đến phòng tổng thống, phòng President ở JW Marriott Hotel thì đó là phòng 501 đây ha. Rồi, và đây là cái thẻ đó. Đấy, và cái thẻ là Obama và Donald Trump cũng đã từng sử dụng để access vào cái phòng này ha. Thì theo cái tâm linh phương Đông của chúng ta các bạn, thì trước khi chúng ta vào phòng hay bất cứ gì, nhận phòng ở một nơi nào lạ, thì chúng ta nên gõ cửa 3 lần để chúng ta mời gọi những cái người ta năng lượng ấm nó ở trong phòng thì tôi sẽ đi ra ngoài. Và chúng ta nói là chúng ta sẽ ở phòng này trong vòng mấy ngày để báo cho họ biết đó, thì họ sẽ vui vẻ. Nếu không, trong quá trình ở đó, một số bạn yếu vía sẽ cảm nhận thấy những cái điều nó hơi kỳ lạ đó. Thì giống với cái phòng nào cũng vậy, đó là một phép lịch sự tối thiểu ha. Rồi, giờ chúng ta cùng gõ cửa này. Chúng tôi xin phép ở đây một đêm ha. Thì mong các bạn hỗ trợ trong quá trình tôi ở đây. Đó, các bạn thì chúng ta nên đứng mép ở phía một bên để cho nếu họ có đi ra thì họ đi ra, thường chúng ta không thấy đâu. Nhưng mà nên tôn trọng những cái thế lực tâm linh như vậy vào bất kỳ một phòng nào. Rồi, tới giây phút hay nhất, động tác mà Obama và Donald Trump đã từng làm, có thể là cố vấn của họ đã từng làm như vậy họ, nhưng mà ok, anyway, đi tới đây rồi, bắt đầu khám phá thôi. Và chúng ta sẽ đi từ bên phải qua bên trái đây nè. Tại bên phải là cái phòng của từ vô đó. Và các bạn thì phía bên này chính là cái không gian tiếp khách, có thể là phái đoàn của Donald Trump và Obama, thì họ sẽ ngồi ở khu vực này để họ bảo vệ và cảnh giới trong quá trình là tổng thống họ nghỉ ở phần trong đó các bạn. Đó là bao quát xung quanh đây. Đó, các bạn đã thấy tổng quát này đúng không? Đó là một trong cái điểm cộng tại sao lại lấy cái phòng này các bạn. Rất là nhẹ đây. Đó, thì cái view ở đây chúng ta sẽ nhìn thẳng ra ở trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. Cái nơi sẽ xảy ra các cuộc họp thượng đỉnh giữa các chính khách trên thế giới tại Việt Nam mình. Đó, thì ở đây cái view này thì sẽ làm tốt cho tất cả các cái cảnh giới hộ vệ của các tổng thống có thể có một cái tầm nhìn đủ tốt để quan sát hết những cái gì xảy ra từ trên cao để mà cảnh giới cho tổng thống của họ, các chính khách của họ ha. Rồi, cái view bên này. Để cố vấn họ làm việc gì ở phòng ngoài. Ghế rất là êm. Rất là êm luôn. Có thể cúi trên ghế này cũng được. Giờ đây. Đó, như cái bên này là cái view về cái phía sảnh chính của trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội luôn. Đó, phía bên này. Đó, nhưng mà thấy cái cột cờ của quốc tế à. Đó. Đó, cho nên cái view này rất là đẹp, chúng ta thể quan sát hết. Là chủ động trong các cái cuộc gặp gỡ với các chính khách quốc tế cũng như về vấn đề bảo mật
đó lý do tại sao CW Marriott Hotel rất được ưa chuộng và các chính khách ở phòng này. Về mặt thẩm mỹ thì rất là đẹp, phối gỗ và tông trắng và tạo cái cảm giác tinh cậy. Sử dụng màu sắc và chất liệu làm cho người ở trong này có cảm giác ấm áp và tinh cậy, mang lại cảm giác an toàn cho các tổng thống và chính khách. Các đồ vật ở trong đây cũng rất là chi tiết, tinh xảo đó, được trưng bày. Như bên này cũng vậy. Rồi tới đây các bạn, chúng ta sẽ cùng khám phá cái phòng mà Obama và Tổng thống Donald Trump đã từng ngồi để làm việc. Đó. Đây là không gian mà theo quản lý nói thì cái ghế này Obama và Donald Trump đã từng ngồi để mà làm việc. À, rất là thoải mái, rất là rộng rãi. Và hai cái ghế này có thể dành cho cô bấm gì đó ngồi. Khám phá trong phòng này có gì đây. Hầu như được hết sức bình dân các bạn. Nhìn đây. À, trong này có keo bấm, này có đổi bút xóa. À, có cái này thôi, mất in, đâu không biết. Chắc sẽ được. Ok. Rồi, cái này thì cùng rác thôi. Rồi được bọc da. Không dám dục luôn, đẹp quá không dám dục. Rồi đây là vào đây đó là cái lần mà Obama đã từng ở đây đó, và được làm thành cái đĩa để mà trang trí làm kỷ niệm ha. Rồi tiếp đây. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phòng ngủ của Tổng thống Obama. Ông Donald Trump đã từng ngủ là như thế nào anh? Rồi, chúng ta cùng tìm hiểu không gian ngủ của Obama và Donald Trump như thế nào. Rất là rộng luôn. Đây là phòng ngủ rộng nhất tôi từng thấy khi đi khách sạn. Cái ghế đây có thể cho cố vấn tổng thống hay những người yếu nhân ngồi đây để bảo vệ trong giấc ngủ của tổng thống và phản ứng nhanh thì họ đây. Ghế rất là đẹp, chiếc cấu này nhiều khi tôi không nằm giường mà tôi nằm đây quá, rất là thoải mái các bạn. Tôi rất thích ngủ trên sofa. Đây là mấy cái khay trang trí cũng rất là đơn giản, tôi không thích để tranh người ở trong phòng các bạn, nhưng mà không thử để tranh người ở trong phòng không có tốt nhiều. Đó, chúng ta để những cái cảnh vật như vậy là rất là đẹp mà là thanh khí trong phòng đó. Cái này những đường cong trong cái vật phẩm đó, tạo thành cái khí lưu chuyển tốt. Tôi rất thích cái này, này mang nhiều ý nghĩa về uống nắng cũng rất là tốt. Rồi ha, như các bạn thấy ở khu vực này thì đang là bị che màn. Vậy thì chúng ta sẽ làm sao để bật cái lợp đó. Đây nằm ở khu vực bên này, tất cả đều là sạc luôn, điện thông minh hết. Đây rồi, tôi chỉ cần bấm ở đây thì bên kia nó sẽ lên ha. Đó, đây là nút để điều khiển cái bên kia, rồi tôi bấm vô là cái nè. Đó, bên đó nó sẽ chiếu đèn lên góc bên này. Đó các bạn, cái màn nó đang di chuyển lên đó các bạn. Đó, để chúng ta thấy được một cái view khác nữa. View này cũng là nhìn ra. Đó, như các bạn thấy nó sẽ nhìn ra cung trần hội nghị luôn, nghĩa là Obama ở đây, Donald Trump ở đây. Đều nhìn thấy cái sảnh ở ngoài đó, ngay cái chỗ sảnh trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội nằm phía bên này. Đó. Đây là không gian được. Chung cái view này quá đẹp rồi các bạn, rất rất đẹp luôn, nhìn rất là thoáng. Tối ngủ chứ tôi cũng mở đây từ để dậy tôi ngủ luôn. Tôi không có kéo màn lại.
về Dương. Rất là mềm, nằm rất là sướng không? Nhưng tôi vẫn khóa sofa thôi, nằm thẳng lưng thôi. Mấy cái giường này thích hợp với những người thích cái giường mà có cái độ lún đó. Thì đối với tôi trọng lượng nặng như thế này thì cái giường này chắc nó lún xuống hết phần nửa rồi các bạn, rất khó để nằm. Với những người nhẹ hơn thì nó sẽ nằm dễ dàng hơn chút. Có thể Obama là nằm dễ dàng hơn. Tôi để trọng lượng gấp đôi gấp ba Obama là không thể nào mà nằm cái giường này mà nằm thoải mái được hết. Tất nhiên chất lượng cũng ok, tại vì phòng đông nóng mà, do sở thích thôi. Tắm như thế nào các bạn? Đó, vì phòng tắm và phòng vệ sinh là một cái rất quan trọng ở trong bất kỳ một ngôi nhà nào hoặc là một cái khách sạn nào. Đó, sạch sẽ hay không thì nó cũng quyết định về cái yếu tố năm sao của khách sạn đó. Chúng ta sẽ cùng xem coi là cái phòng truyền thống thì cái phần đồ đạc và đó, hai bên này là phòng để đồ ha. Còn cái đồ cũng như là những phòng khác thôi chứ không có gì ghê gớm. Nó rất là bình thường. Đó, thấy chưa? Nó cũng có két sắt để visa như là mấy cái khách sạn khác thôi. Tôi nghĩ rằng thì tổng thống chẳng bao giờ để lộ ở trong đó. Nó có mang tính chất cái thùng đó mang cái tính chất tượng trưng du là chính. Tổng thống tôi nghĩ không bao giờ để lộ. Và đây các bạn, đây không phải là phòng ngủ các bạn, đây là phòng tắm các bạn. Đây là một cái bồn có thể tắm được nhiều người. Lúc có thể người ta tính việc tổng thống đi thì sẽ có phu nhân tổng thống, hai người có thể tranh thủ trong lúc rảnh rỗi có thể tắm bồn cùng nhau cái hàng đó, người đầu này người đầu kia đúng không? Riêng tôi cái bồn này chắc chỉ đủ một mình tôi thôi, nào sẽ thoải mái hơn đó. Thì dù mình nhảy vào nước không cả nó rất là đẹp nha các bạn. Đây thì những dụng cụ nè, cụ nào đã có khăn mặt đó. Rồi cốc nước để súc miệng, thấy hot and cold đó như này, cảm ứng chỉ cần đưa tay vô thôi nha các bạn. Và nước nó không chảy thành một cái dòng bự mà chảy thành một mảng nước như thế này thì tôi rất thích, giống cái thác nước tự nhiên vậy đó, rất là mát nha. Cần hot thì bấm cái này rồi qua hot rồi xóa dầu xà phòng rửa tay. Bên này thì tương tự vậy luôn. Ở trong tủ này thì có ví dụ như là nước súc miệng dành cho những người nào lười đánh răng chẳng hạn, vậy thì họ sử dụng nước súc miệng. Body lotion nó dành cho những bạn nữ nào mà quên đem, quên đem cái body lotion có thể dùng luôn. Rồi cái này là về bàn chải ha các bạn, có sẵn luôn nha các bạn. Đó, nó những cái căn bản. Tôi nghĩ những phòng 20 triệu và xuống cũng có. Rồi dưới ngay đây khăn tắm để sẵn, tắm bự để sẵn. Rồi đây là toilet. Nó đẹp, rất là đẹp các bạn. Điện tử luôn các bạn. Đây là toilet điện tử, có đèn ở phía trong luôn. Đèn đăng nó đang đèn màu xanh nó chiếu. Đó, và cái này là có đèn. Đó, nó các bạn thấy đèn không? Đó, đèn nó nổi lên ha. Cái này làm cái tự động luôn. Lắc hồ. Con này tự khám phá hết luôn. Rồi, qua bên này. Ồ, đây là phòng tắm đứng. Tôi phải tắm đứng hay tắm bò các bạn. Đây, một phòng tắm đứng. Đó, một cái cây. Từ đây lên luôn. Ồ. Rất là bự, rất là gọn.
Đó, rồi cái này thử sao tự xử. Rồi chúng ta đi ra ngoài cái bệ bên kia. Đó, con tắm rất là bận đẹp các bạn. Trang trí rất thanh nhã. Đó, mà để ông Phật đây chắc mỗi lần tắm phải bịt mắt ông Phật lại quá. Đã ông Phật nhắm mắt rồi. Nhưng mà tôi tắm là tôi phải xoay mặt tượng đi đó chứ tôi không dám tắm mà trần truồng mà để mà tượng Phật như vậy ha. Rồi cái bồn tắm bên này, hãy quên review, bồn tắm bên này là điều khiển bằng bảng cảm ứng không các bạn. Cảm ứng ở đây đó. Chúng ta sẽ chọn nước này nọ ra như thế nào ha. Bấm vô nó sẽ nhảy ra. Rồi lát tôi thử sau, nó có thời gian. Rồi có cái view của bên này ở đâu ta? Đây. Để mà mở cái này ra có thể nhìn. Đó. Đúng rồi. Nhảy lên mình. Trong lúc chờ mở màn thì chúng ta sẽ xem vào những cái mà sàn trưng bày ở đây. Nét xưa Hà Nội à, thần, những cái hồn của Hà Nội, thủ đô của chúng ta. Rất là hay. Song ngữ à, có thể Hồ Hoàn Kiếm đây. Có thể trong lúc ngồi tắm xong chờ khô người có thể đọc để hiểu thêm về văn hóa Việt Nam như các chính khách đến đây ha. Rất là hay, tôi rất thích ý tưởng này. Và những cái thảo mộc để ở đây đó, quả hồi này nọ thì tượng trưng cho những cái hương vị đặc trưng của Việt Nam đó, lá hồi trong món phở thân hồn của Việt Nam đó, các bạn ha. Nghĩa là từng món để ở đây đã tiêu nè đó. Là những món, những cái hương vị căn bản của Việt Nam đó, và hình để luôn một cái ly bự ở đây vì hồi là đặc trưng cho cái món ăn đặc sản của Việt Nam mà là phở. Rất là nhẹ nhàng tinh tế và bó lúa à, tượng trưng cho nền văn minh lúa nước của Việt Nam, rất là hay các bạn. Tôi thích những cái ý tưởng mà đưa cái hồn dân tộc vào trong những cái nét thiết kế dành cho những nguyên thủ à, quốc tế như thế này, nó sẽ là tăng cái sự tò mò hiếu kỳ cũng như cái lòng ngưỡng mộ của họ đến Việt Nam của chúng ta. Đó, cái cửa sổ mở view lên rồi chúng ta thấy cái view này nhìn về phía bên trái của là cái trại Thanh Long hồi nãy nói đó, nhìn về phía bên trái của cái khách sạn. Ban đêm nhìn xuống chúng ta thấy cái view này nó sẽ không có đẹp bằng cái view phía trước mà nó ok, không sao, còn phòng nào nữa các bạn, tại nhiều bận quá anh đi nãy giờ sót phòng. Chúng ta sẽ cùng khám phá một phòng nữa, đó là phòng nấu ăn đặc biệt. Okay. Ồ, đứng ngay đó đi. Quay nó phía vòng rồi. Có thấy hai bên cửa che không? Hết rồi, che che rồi à, các bạn, thì cái phòng này á, thì tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nghĩa là phòng này là phòng tổng thống nhưng mà có luôn cả cái lò nướng. Đó, bếp đầy đủ hết. Đó, này coi giữ được thức ăn gì đấy. Bên này là tủ lạnh. Đó, này cũng có nha, nãy tôi yêu cầu để Pepsi nhiều, tại tôi uống Pepsi nhiều lắm. Không, còn họ đã lấy rượu mạnh mấy cái kia đi rồi. Đó. Tôi uống Pepsi. Thì cái nguyên nhân á các bạn mà có cái bếp nấu như vậy đó là tại vì mỗi vị tổng thống á hay chính khách họ đều đem theo đầu bếp riêng của mình á. Để mà họ nấu ăn chứ không có đặt hàng ở dưới nhà hàng của mình. Hy hữu sẽ có những cái trường hợp là được nấu nhưng mà riêng với vị tổng thống. Phái đoàn của họ thì sẽ ăn ở nhà hàng nhưng mà riêng tổng thống thì sẽ có người nấu ăn riêng. Mua đồ về đây nấu ăn hay là đây để tránh hàng bị hạ độc. Do đó lý do sao là phòng tổng thống có cái bếp như thế này. Đó, rất là hay. Tôi cũng có thời gian để tôi nấu thôi các bạn. Các phòng đó chúng ta đã đi hết nguyên một phòng ở đây. Đó, thì cảm nghĩ chung của tôi là cái phòng tổng thống này quả nhiên là nhà của tổng thống các bạn. Quá là gần 200 mét vuông hơn đúng không? Rất là đẹp. Rất là vừa rộng và đầy đủ cho một cái tăng người ở cũng được đó không? Các bạn để giường, để cái bố xuống là ngủ ở trong người luôn. Đó, rất là thoải mái. Và không gian này rất tốt. Đó, rồi các bạn thì thường vào buổi tối ngủ á thì lúc nào đi đâu tôi cũng đem theo một thịt ăn như thế này. Đó. Thì các bạn để ở đầu giường á hoặc là một cục các bạn để ở ngay
trong tâm nhà thế này. Đó. Thì tùy vào mỗi người, có người hợp thành anh tím. Đó. Có người hợp thành anh tím, có người thì hợp màu vàng, màu trắng, màu đen. Đó. Thì tùy vào cái dụng thần của các bạn là gì. Thì ai theo Dinh My cũng nhiều cũng đã biết ha. Đó. Thì khi các bạn sử dụng những cái này, nó sẽ tẩy cái năng lượng âm và nó làm những cái thế lực về cái năng lượng âm á, nó bị giảm xuống rất là mạnh. Do đó các bạn, nó sẽ đem lại cho các bạn một cái giấc ngủ ngon và cái năng lượng nó, năng lượng dương nó ok cho các bạn vào một cái ngày kế tiếp khi bạn đi du lịch, đi chơi hoặc là đi ký kết hợp đồng. Ngay cả khi các bạn ngủ không được thì cái người các bạn cũng sẽ không có mệt vào ngày hôm sau. Hôm nay tôi đã thử nghiệm nhiều lần lắm rồi. Đó, đi đâu tôi cũng đem một cái cục như thế này, nhỏ gọn, cầm tầm chắc 8 lạng á các bạn. Đó, từ nửa ký đến 8 lạng. Đó, để các bạn có thể đem theo bất kỳ nơi đâu. Rất là đẹp, nguyên khối cắt ra luôn á các bạn. Đó, thì nó sẽ tốt cho các bạn khi các bạn đi du lịch bất cứ đâu ha. Đó, xong không có bị gặp ác mộng, không có mệt vào ngày hôm sau. Đây, tôi để một cái ngay chỗ này. Đó, thì các bạn nào mà có nhu cầu thì cứ nhắn tin ha, nhưng mà không chắc là sẽ trả lời được liền nha các bạn. Đó, thì các bạn cứ nhắn tin thôi. Thì người nào hay đi du lịch thì đi nhiều thì nên sắm cho mình một cái giống tôi vậy. Từ lúc tôi đi du học tới giờ thì lúc nào cũng có đem theo. Đó, các bạn thấy không? Thì tùy thuộc cho mỗi người sẽ thích hợp với một cái hình dạng khác nhau. Đó, thì các bạn cứ nhắn tin vào ngày giờ tháng năm sinh của các bạn để mà chúng tôi biết là chọn ra một cái thích hợp cho các bạn để đi du lịch ở bất kỳ đâu. Đây là phòng tổng thống. Nếu mà các bạn ngồi ở đâu các bạn thấy lạnh, thấy cái năng lượng âm nó mạnh, thì các bạn cứ để ngay cái chỗ bàn làm việc. Đâu ví dụ chỗ này chỗ làm việc của Obama ngày xưa. Rồi để đây để ngồi. Các bạn thấy không? Vừa thẩm mỹ mà vừa đẹp, vừa có năng lượng dương cho các bạn làm việc. Rồi tối tôi ngủ ở đây trong phòng này, cho nên tôi sẽ để cái cục này ở đây. Nghĩa là tôi sẽ sử dụng hai cục. Thì tắm các bạn cũng có thể đem theo để trong phòng tắm. Tại vì phòng tắm là cái phòng mà có nhiều cái năng lượng âm nhất. Đối với những cái phòng kia thì đa số phòng tắm nó đều có cái không có tiếp xúc ánh nắng mặt trời nhiều các bạn. Cho nên năng lượng âm nó hơi bị cao. Đó. Một cái các bạn để đầu giường, một cái các bạn có thể đem vào và để trong cái phòng tắm hoặc là hai bên kia. Đó. Các bạn, cái chủ sở hữu của Marriott này cũng là người đầu tư Bitexco ha. Thì có một cái cuốn tạp chí ghi rõ người sáng lập chủ sở hữu của tòa nhà Bitexco như là Marriott. Đây là những cái mà họ mới đầu tư, những địa điểm rất là quen thuộc đối với người Sài Gòn ha các bạn. Đấy. Cũng còn nhiều nữa. Đấy. Buổi sáng rất là đẹp.